Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một nhận 5.000 top cần cho từ cái mạng internet. Cái mạng này các bạn thử nghiệm thôi các bạn, nếu thành công thì mình ăn, còn mình nhận, còn không thành công thì mình cũng chả mắc gì các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình. Bạn nào chưa đăng ký một cái tài khoản John Lin thì các bạn đăng ký và nhập mã mời của mình để nhận 300 đồng John TGS nha các bạn. Còn bạn nào đăng ký có tài khoản trên chiếc John Lin thì làm theo mình hướng dẫn của mình thôi. Bạn mở địa chỉ chiếc John Lin mình ra nè các bạn. Sau khi các bạn bấm mở địa chỉ John Lin của mình ra, các bạn bấm vào mục mi này nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn nhấp vào mục setting nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục John Network setting nha các bạn. Rồi các bạn chuyển vào mạng John nha các bạn. Các bạn bấm chọn vào mục John Satanet nha các bạn. Rồi bạn bấm vào Confirm nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào Confirm, nó sẽ ra một cái địa chỉ John của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy, các bạn bấm vào reset nè các bạn. Rồi các bạn copy này các bạn. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn click chiếc phần link mô tả của mình các bạn. Các bạn nó sẽ chuyển các bạn tới trình duyệt Google Chrome nha tất cả các bạn. Rồi các bạn làm theo mình các bạn. Rồi thì các bạn chỉ việc lướt xuống đây, các bạn nhập vào địa chỉ chỗ này nè các bạn. Nó đây nè, điền giữ cái thử nghiệm của bạn để nhận 5.000 TS này. Thử nghiệm nếu thành công thì mình ăn, còn không thành công thì thôi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am robot nè các bạn. Đây là thử nghiệm của các bạn trên internet thôi các bạn. Theo thông tin của dự án thì sau 3 ngày nếu mà thành công thì các bạn sẽ được rút khỏi 5.000 tròn này, rút khỏi ra khỏi dưới dạy sàn Coban 24/7 các bạn bán nha các bạn. Hoặc là lên sàn nhiều sàn giao dịch khác nha các bạn. Đồng tròn này thì khá là nhiều sàn. Rồi các bạn lướt vào em robot, các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ đi nha các bạn. Ok, như vậy là các bạn quay lại kiểm tra một cái địa chỉ với John, các bạn có đã nhận được 5.000 John với các bạn. Bấm đáp lên các bạn. Ok, mình chưa nhận các bạn ơi. Hiền các bạn. Để mình mở lên cái đó các bạn. Ok, mình đã nhận được 5.000 John này các bạn reset lên các bạn. Có khoảng 288 đô nữa các bạn. Hiện tại cái này chưa cho rút được các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.